ổ điện sạc điện thoại Vigear, tất cả những gì bạn cần từ một chiếc ổ điện với thiết kế dạng vuông thông minh và tinh tế, tiết kiệm không gian, dây nối dày dặn, chiều dài 2,5m tiện dụng, đặc biệt có tính năng sạc điện thoại Vigear VG02 và VG03, sạc nhanh cho iPhone chuẩn PD 20W, có thể sạc 3 thiết bị cùng lúc, ưu đãi tặng cáp sạc đặt chuẩn MFI hoặc cáp sạc Samsung bọc máy cho người xem hiểu rõ trong 5 phút ngay dưới phần bình luận. Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ tối thứ 6 ngày 12 tháng 4. Quan trọng nhất chúng ta phải kể đến thông tin trong hôm qua, quân đội Nga đã triển khai vô số đòn tấn công tên lửa trên lãnh thổ Ukraine. Các mục tiêu chủ yếu là cơ sở hạ tầng năng lượng, xăng dầu và quan trọng nhất là các nhà máy quân sự. Các đòn tấn công tập trung tại khu vực trung tâm và bờ Tây Ukraine. Thông báo đầu tiên chúng ta nhận được vào khoảng 6 giờ sáng giờ địa phương tại bờ Tây Ukraine. Theo những thông tin mình nhận được thì quân đội Nga đã phóng tới 8 quả tên lửa siêu thanh Kinzhal để tấn công vào cơ sở hạ tầng tại khu định cư mang tên Chi. Nếu mọi người chưa biết thì Chi là nơi mà khu vực tồn tại một kho chứa xăng dầu lớn để Liên minh châu Âu sử dụng cho mục đích gì đó của họ. Sau đó, vào khoảng 9 giờ sáng giờ địa phương, lại tiếp tục có thông tin mới về đòn tấn công của Nga. Theo thông tin chúng ta có được thì quân đội Nga đã thành công thổi bay nhà máy điện Bostinskaya, một nhà máy điện nằm ở bờ Tây Ukraine. Đây là hình ảnh nhà máy điện trên bản đồ. Chưa dừng lại ở đó, theo các thông báo tiếp theo thì quân đội Nga còn tấn công thêm một nhà máy điện nữa mang tên là Chiponska, nhà máy điện đặt tại phía nam Kiev. Vào khoảng 9 giờ 30 sáng giờ địa phương, chúng ta có video xác nhận mới cho thấy nhà máy điện này không chỉ bị thiệt hại mà nó thậm chí đã bị phá hủy hoàn toàn. Một ngày rất thành công đối với lực lượng không quân Nga, họ đã thổi bay hoàn toàn một hoặc có thể là hai nhà máy phát điện của Ukraine. Chắc chắn, hệ quả từ đòn tấn công này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến Ukraine trong tương lai. Ngoài ra thì các vụ nổ lớn cũng đã được ghi nhận tại Lviv, Kiev, Kharkiv, Zaporizhia, Dnipro, Odessa, Mykolaiv. Gần như toàn bộ lãnh thổ Ukraine phải hứng chịu đòn tấn công tầm xa từ tên lửa và UAV của Nga. Chuyển tiếp tới tình hình trên tiền tuyến. Đầu tiên, chúng ta sẽ nói về vấn đề tại Kharkiv và Kupiansk. Trong 24 giờ qua, quân đội Nga phát hiện ra thêm một vị trí tập trung tạm thời của Ukraine tại khu định cư mang tên Lipsy. Sau đòn tấn công từ quả bom FAB thì vị trí này đã bị hủy diệt. Quân đội Ukraine tập trung tương đối lực lượng của mình tại biên giới vì họ biết không sớm thì muộn, quân đội Nga sẽ tổ chức một cuộc tấn công quy mô lớn, nên lực lượng cảnh giới đang hoạt động mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tiếp tục với thông tin khác tại Kupiansk. Theo nhiều nguồn tin thì quân đội Nga đang triển khai xây dựng số lượng lớn bệnh viện dã chiến. Chính xác hơn là các bệnh viện được đặt sát gần với tiền tuyến, đảm bảo phục vụ cho binh sĩ bị thương một cách nhanh chóng nhất. Theo các nguồn tin thì đã có rất nhiều bệnh viện kiểu này được dựng lên dọc theo tiền tuyến chiến đấu. Thêm một vài tin tức mới tại bờ nam Kupiansk. Trong video trước, chúng ta đã nói về việc quân đội Ukraine thành công trong việc triển khai chiến dịch phản công đánh vào vị trí tập trung quân đội Nga. Hôm nay, chúng ta đã có thêm nhiều thông tin hơn liên quan đến chiến dịch này. Video cho thấy hình ảnh Ukraine thả bom đánh phá vị trí tập trung quân đội Nga tại các đường rừng giữa Crimea và sông Zerebet. Công tác chuẩn bị vẫn đang được triển khai. Khả năng cao quân đội Ukraine sẽ tiến tới thực hiện một chiến dịch tấn công lớn nào đó nhằm tái chiếm lại lãnh thổ mà họ đã mất tại vùng đất giữa Crimea và sông Zerebet. Cùng lúc đó, một lần nữa tiếp cận gần hơn đến Crimea. Chưa dừng lại ở đó, các đòn tấn công tầm xa nhắm vào Crimea cũng được ghi nhận. Như mọi người có thể thấy, đây là vị trí tập trung quân đội Nga tại phía bắc khu định cư. Sau đòn tấn công từ pháo phòng thủ hay pháo HIMARS thì vị trí này đã bị quân đội Ukraine quét sạch. Chưa biết thiệt hại ra sao đối với quân Nga sau đòn tấn công, nhưng tự chung thì quyền kiểm soát và quyền chủ động tại vùng tiền tuyến này đang được quân đội Ukraine nắm chắc trong tay. Nước đi tiếp theo và tình hình sẽ tiến triển ra sao sau tất cả đều nằm trong tay quân đội Ukraine. Chúng ta hãy cùng theo dõi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, vì nơi đây là một cứ điểm cực kỳ quan trọng cho chiến dịch của Nga tại Siver. Chuyển tiếp tới tình hình tại Siver, chúng ta tiếp tục nhận được thông tin mới về cuộc giao tranh tại vùng lãnh thổ nằm giữa Verkhno-Kamianska và Verkhno-Kamiansk. Hôm qua chúng ta có nói về việc quân đội Nga đã thành công tiến vào các đường hào và bắt đầu chiến dịch dọn dẹp, nhưng chưa có thông tin xác nhận nào liên quan đến việc liệu Nga đã chiếm được quyền kiểm soát khu vực này hay chưa. Nhưng lại có thông báo mới từ các nguồn cập nhật bản đồ đáng tin cậy cho thấy vùng lãnh thổ này
đã thuộc quyền kiểm soát của quân đội Nga. Họ đã thành công tiếp cận vùng ngoại ô của Verkhno-Kamensk. Chúng ta sẽ cần thêm thông tin xác nhận để cập nhật lại bản đồ. Tạm thời thì ta sẽ để nó là vùng xám. Đây là bản đồ địa hình tại khu vực này. Có vẻ như quân đội Nga đang chiếm đóng hoàn toàn các cao điểm chiến thuật tại Verkhno-Kamensk. Quân đội Ukraine chỉ có được vùng lãnh thổ trũng thấp phía Tây so với quân đội Nga. Trong một vài ngày tới, chúng ta sẽ được chứng kiến động thái mới đẩy mạnh áp lực quân sự từ phía Nga. Tại Bilohorivka, tiếp tục có thông tin liên quan đến các đòn tấn công của quân đội Nga nhắm vào cao điểm phía Nam, nhưng chưa có thông tin nào liên quan đến cuộc tấn công trên bộ của Nga. Di chuyển bản đồ xuống phía Nam, chúng ta có thông tin về cuộc tấn công của quân đội Nga dọc theo đoạn đường ray lân cận Vymka, sử dụng hệ thống tên lửa liên thành. Các bước chuẩn bị vẫn đang được Nga tiến hành chỉn chu. Một vài ngày tới, chúng ta sẽ có thêm thông tin về tiến triển của quân đội Nga trong nỗ lực tiếp cận đoạn đường ray lân cận Vymka. Chưa có thông tin gì mới quá đáng chú ý tại Bakhmut. Có một điểm cần lưu ý là quân đội Ukraine đã bắt đầu sử dụng số lượng lớn bom Zidam. Trước đó thì lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, chúng ta mới được chứng kiến bom Zidam được đưa ra tiền tuyến. Điều đó tại Krasnohorivka. Giờ đây chúng ta lại được nhìn thấy quả bom Zidam tại Ivanivske. Từ đầu tháng 4 trở đi, quân đội Ukraine đã bắt đầu đưa vào sử dụng số lượng lớn UAV Lancet cũng như là bom Zidam. Họ cho thế giới thấy rằng công nghệ quân sự của mình cũng đang không ngừng phát triển. Chúng ta hãy cùng theo dõi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chuyển tiếp tới chiến sự tại Avdiivka, các nguồn tin cho rằng sau quá trình tiến công, quân đội Nga đã tiếp cận bờ Nam Umansk, nhưng chưa có video, hình ảnh xác nhận. Ngoài ra, quân đội Ukraine đăng tải hàng loạt video tấn công UAV vào vị trí trung tâm Pervomaysk. Điều đó cho chúng ta biết rằng, khu định cư này đã nằm hoàn toàn trong tay Nga. Chưa có thông tin gì mới tại Bedichi hay Semenivka. Tình hình giữ nguyên chưa có gì thay đổi. Tiếp tục video với chiến sự tại Krasnohorivka. Quân đội Nga đã chiếm quyền kiểm soát khu vực phía Nam và phía đông nam khu định cư. Khu vực trung tâm nơi đóng quân của Ukraine thì đang liên tục bị quân đội Nga tấn công với bom dẫn đường và nhiều quả FAB-1500. Sớm thôi, quân đội Nga sẽ đưa FAB-3000 lên tiền tuyến. Một khi quân đội Nga đẩy mạnh áp lực quân sự vào phía nam và đông nam Krasnohorivka, thì khu vực trung tâm sẽ phải chịu cảnh ngộ tương tự với hàng tấn vũ khí tầm xa của Nga. Chưa có thông tin gì mới tại Vuleda hay Novomikhailivka, nhưng tại phía nam Urosayne thì có rất nhiều thông tin mới cực kỳ đáng chú ý. Nếu mọi người còn nhớ thì một vài ngày trước có thông tin về tiến triển mới của quân đội Nga tại khu vực phía nam khu định cư. Đầu tiên là họ nắm quyền kiểm soát một vài đường rừng. Quân đội Ukraine trước tình hình đó đã gửi một số trung đội đến phản công, nhưng đã thất bại hoàn toàn trước sức tấn công của quân đội Nga. Điều đó cho chúng ta biết rằng chắc hẳn quân đội Nga đã đào được sâu vào lãnh thổ Urosayne. Đến hôm nay thì chúng ta có thêm một video, hình ảnh mới khẳng định tiến triển của lực lượng xung kích Nga phía nam Urosayne. Trong 24 giờ vừa qua, quân đội Nga đã không ngừng nỗ lực củng cố lại đội hình phòng thủ, cứ điểm phòng thủ của mình tại khu vực phía nam Urosayne. Trên video là hình ảnh quân đội Ukraine tấn công tầm xa vào lực lượng xung kích Nga và đoàn xe quân sự đang luân chuyển từ vị trí này sang vị trí khác. Như mọi người có thể thấy, chiếc xe tăng liên tục bị nhắm vào bởi nhiều quả đạn pháo. Nhưng bộ binh đã thành công tiếp đất và chiếc xe tăng lui trở lại vị trí ban đầu. Đến cuối video là hình ảnh tòa công trình đang phải hứng chịu hỏa lực nặng nề của quân đội Ukraine. Từ đó cho thấy tòa công trình đang thuộc quyền kiểm soát của quân đội Nga. Để biểu thị trên bản đồ thì chiếc xe tăng của Nga di chuyển đến vị trí này, chiếm đường rừng và quay trở lại vị trí ban đầu. Còn đây chính là tòa công trình bị quân đội Ukraine tấn công ở cuối video. Như mọi người có thể thấy, xuất phát ở một vị trí đường rừng nhỏ thì giờ đây quân đội Nga đã có cho mình một đầu cầu chiến thuật tại khu vực phía nam. Quân đội Nga sẽ tiếp tục di chuyển lên phía bắc và khu vực nông trại trước mặt sẽ là mục tiêu của họ trong một giai đoạn chiến dịch tại Urosayne. Đó là tất cả thông tin mới trên tiền tuyến. Chúng ta sẽ tiếp tục với một số tin tức chính trị sau đây. Các nước phương Tây, cụ thể là Mỹ, đã bắt đầu bán vũ khí cho Ukraine. Lầu Năm Góc đã thông qua việc xuất khẩu khẩn cấp vũ khí sang nước ngoài với trường hợp của Ukraine. Gói hàng gửi đi bao gồm hệ thống phòng không Huxley 3 với giá trị lên đến 138 triệu đô la. Như mọi người có thể thấy, không có bất kỳ gói viện trợ nào nữa. Mọi vấn đề sẽ được giải quyết bằng tiền. Tiếp theo, các nguồn tin đưa ra thông báo mới
Đề cập đến khẳng định của ông Christopher Gerard Cavoli, môn vi tướng của quân đội Hoa Kỳ, ông nói rằng bên nào không thể bắn trả nghĩa là bên đó thua cuộc. Ông nói rằng trong một vài tháng nữa, tỷ lệ đạn pháo bắn ra tiền tuyến giữa Nga và Ukraine sẽ lên đến khác biệt 10 so với 1. Đó chính xác là thảm họa đối với quân đội Ukraine, và chắc chắn sẽ không có cái gì gọi là ánh sáng cuối con đường trong trường hợp này cả. Tiếp theo, chúng ta có thông tin mới từ ông Zelensky. Theo đó, sắp tới tại Thụy Sĩ sẽ diễn ra một hội nghị thượng đỉnh, trong đó Ukraine và phương Tây sẽ cùng bàn luận về bản hiệp ước hòa bình trong tương lai, và họ sẽ thiết kế ra một bản tối hậu thư gửi đến Nga. Nhưng mình không nghĩ là Nga sẽ ký kết bất kỳ một bản hiệp ước nào cả, vì rõ ràng họ đang áp đảo hoàn toàn trên tiền tuyến. Đó là tất cả thông tin cho video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.